Chúng tôi xin phép là cái méo mó nghề nghiệp, chúng tôi lâu lâu phải giáo dục cái đám chống cộng cực đoan này. Không thôi nó cứ múa vậy gậy vườn hoa không à. Ông Felix Sanche nói rằng đó là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi trước trận đấu. Một vài người nói với chúng tôi rằng đây là một đối thủ dễ chịu và chúng tôi đã gặp may khi chỉ phải gặp họ, ám chỉ rằng Việt Nam mình dưới tay đó, dưới cơ đó. Nhưng khi vào trận họ đá như một đội bóng châu Âu vậy. Các bạn đã nhìn thấy rằng cách chơi bóng của họ mọi thứ vượt quá cái tầm kiểm soát của chúng tôi. Tôi thành thật xin lỗi. Ủy ban châu cầu của nước nhà, thủ môn Ahmed Basil đã nói như vậy trên tờ El Sabah. Ông thủ môn ông xác nhận cũng như lời huấn luyện viên Sanchez nói. Ông tưởng rằng là chúng ta gặp được Việt Nam là chúng tôi sẽ chơi Việt Nam như nhái. Đây là một cái đội dễ chịu mà. Dễ chịu có nghĩa rằng á, họ ám chỉ rằng là họ dễ dàng chiến thắng. Nhưng mà ông đã nói rồi, họ chơi không thua gì các đội Âu châu. Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn, quý vị biết rồi, video chúng tôi đưa lên này, anh ấy nói rằng tiền vệ có biệt danh là công chúa. Anh đã nói rằng cái lứa U23 Việt Nam đang gây sốc ở Trung Quốc còn hay hơn rất nhiều của chúng tôi ngày xưa. Họ đã tiến rất xa so với cái lứa tuổi của chúng tôi. Họ có kỹ thuật chiến đấu tốt, tinh thần thi đấu lì lợm và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn. Họ thực sự là một thế hệ vàng mới của nền bóng đá Việt Nam. Đó là lời của cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn. Phải như vậy mới được. Vâng, thưa quý khán giả, vậy là chúng ta đã vào chung kết không thể vậy là chúng ta đã vào chung kết không thể nói là may như ai đã nói như vậy. Chúng ta thấy, tôi thấy mọi người ô Việt Nam may mắn đã may mắn thế này không. Chúng ta tôi đã nói nhiều lần, ngay hôm tường thuật cái trận trực tiếp tôi đã nói rằng Việt Nam đi sau nhưng mà về trước. Đi sau sau là chúng ta bị gác trước một, Quang Hải gỡ hòa. Chúng ta bị gác trước hai, Quang Hải lại gỡ hòa. Và khi mà chúng ta đá trái đầu tiên chúng ta đã bị hóa giải. Mà anh em không mất tinh thần và chúng ta tiếp tục cho tới 3-3. Và cái cuối cùng Bùi Tiến Dũng đã cứu được trái banh. Hai trái bóng. Tôi nói trái banh là tôi quen miệng, người miền Nam với tôi là Bắc Kỳ phải nói trái bóng đúng không? Bóng với banh gì cũng vậy, nhưng mà đã hai trái đó đã Bùi Tiến Dũng đã cứu được cho Việt Nam. Để rồi chúng ta thắng được 4-3. Nói rằng cái may mắn trong này đó là cái tài nghệ. Nguyễn Hồng Sơn nói, Felix Sanche nói, thủ môn El Sabab nói, chúng ta đã đứng vững bằng đôi chân. Câu nói đó của KBC Hải ngoại, nhà báo rằng các tuyển thủ U23 rất là tự tin và không bao giờ gục ngã. Mà trong những cái câu châm ngôn chúng ta đã nói rồi, bạn không được phép gục ngã. Nếu mà đã ngã thì cố gắng đứng dậy bằng chính đôi chân của mình và tiếp tục đi. Và KBC Hải ngoại hứa với tất cả các bạn, cho ngày nào chúng tôi nhắm mắt lìa đời, không bao giờ KBC Hải ngoại gục ngã hết. Cái cầu thủ này của chúng ta rất là thực sự giỏi, rất là văn hóa, rất là bản lĩnh và tràn đầy khát vọng chiến thắng. Dù trong mọi tình huống ngặt nghèo nhất cũng được các cháu hóa giải tài tình. Một ước mơ ngai vàng, nào ai cấm được chúng ta mơ ước như vậy.
Chúc các bạn cái chiến thuật mà cuối cùng mà chúng tôi thấy rằng á, ông huấn luyện viên Mr. Park ông chơi rất là hay. Quý vị, bốn hàng tiền vệ trung vệ đó, là kia mày hồi xưa gọi trung vệ, giờ gọi tiền vệ, 7 người là 8 người, trong khi cái mặt thế công của ông chỉ 3-4-4-1 đó, một tức là thủ môn. Quý vị nhìn để ý lại coi, lúc nào cũng chỉ có Công Phượng, Quang Hải và Xuân Trường 3 người. Ngay cả lúc mà Quang Hải đá 2 trái vào gôn, chúng ta cũng chỉ thấy có 3 chiếc áo trắng, 2 chiếc đứng ở ngoài này. Trong chiếc mặt thành của Qatar, quý vị nhìn lại coi có đúng không? Trong tờ báo của El Kali của Qatar, tờ báo của Qatar họ viết U23 Qatar đã không may mắn. À, thì bây giờ họ tin vào cái may mắn. Đương nhiên, họ phải nói như vậy thôi. Thất bại trên loạt luân lưu may rủi đã khiến U23 Qatar không thể hoàn thành được mục tiêu vào chung kết. Nhưng U23 Việt Nam đã cho thấy họ xứng đáng vào trận cuối cùng vào ngày thứ Bảy. U23 Việt Nam đã đá bại đối thủ mạnh U23 Iraq ở tứ kết, và bây giờ họ khuất phục U23 Qatar. U23 Việt Nam có một tinh thần chiến đấu quật cường, không một đối thủ nào có thể ngăn cản. Đó là lời khen của báo Qatar. Báo điện tử của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á viết, tức là tờ báo AFF News nói thủ môn Bùi Tiến Dũng, người hùng của U23 Việt Nam, đã cản phá thành công 2 quả luân lưu để đánh bại U23 Qatar. Chúng tôi vừa nói xong. U23 Việt Nam đã liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với cuộc phiêu lưu đầy thú vị, làm rạng danh cho bóng đá khu vực. Tại bán kết, chính 2 bàn thắng của tiền đạo trẻ Quang Hải đã làm bùng nổ bao nhiêu con tim của những người cuồng nộ Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, người ta khen, tại sao chúng ta không dám khen? Tại sao chúng ta không dám khen chúng ta? Và những người chống cộng cực đoan ở đây, chúng tôi không nói tất cả người Việt hải ngoại đây, chúng tôi biết những nhà Việt Nam đều thức, đều xem. Không dám thở nữa, sao mà hèn như vậy? Nguyễn Phương Hùng này, bao nhiêu kẻ thù trước mặt. Với một cộng đồng này, tôi vẫn đi ra ngoài live stream, tôi vẫn đi vào các nơi. Có ai làm gì tôi không? Muốn ở tù không? Tôi chết thì quý vị đi ở tù thế thôi, dễ mà. Tờ Gulf News của Qatar viết, chính thủ môn Bùi Tiến Dũng của Việt Nam là người đã đánh tan giấc mơ trở thành vô địch của U23 Qatar. 2 pha phá bóng rất là ngoạn mục của thủ môn này đã khiến U23 Qatar một lần nữa lỗi hẹn để vào chung kết. Bản tin của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC News, đội trưởng đội U23 Việt Nam Lương Xuân Trường là cầu thủ thi đấu giải chuyên nghiệp Hàn Quốc đã chia sẻ, chúng tôi còn có hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà đang cổ vũ và là hậu phương vững chắc cho chúng tôi. Thật là tuyệt vời vì chúng tôi đã vào đến chung kết và điều này đã khiến cho hàng triệu cổ động viên nơi quê nhà phấn khích. Chúng tôi đã chiến đấu cật lực nơi đây và chỉ biết gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên ở quê nhà và luôn theo dõi từng bước chân của chúng tôi. Cảm động quá các bạn ơi. Lời của Lương Xuân Trường nói, mà tại sao người ta không dám nhận mình là người Việt Nam? Bọn khốn ạ.
Cảm ơn cháu Lương Xuân Trường. Rất là xúc động khi đọc những cái lời nói rất là chân tình mộc mạc của cháu. Tôi đã la lên khi mà trái banh cuối cùng. Ca sĩ Lệ Hằng chạy ra, hai người. Ca sĩ Lệ Hằng thì ngồi trong coi trong phòng, chúng tôi ngồi ngoài này. Tại vì vợ tôi tôn trọng cái giây phút mà chúng tôi nói chuyện với lại khách thế nào. Ra ôm chồng đấy. Chúng tôi sung sướng trong cái nỗi sung sướng của tất cả những người còn mang trái tim. Tôi là người Việt Nam. Chối bỏ không dám nhận mình là người Việt Nam. Bọn hèn hạ. Vì đồng tiền bắt gạo. Người Mỹ họ hỏi tôi tại sao mà. Người Mỹ chúng tao không có thù Việt Nam mà tại sao mà mấy cái thằng này nó cứ cầm cờ nó chạy vòng vòng. Tôi không biết trả lời sao. Không lý mình gọi là những con thú hoang. Hay nói giống như là Trịnh Công Sơn ấy, đàn bò vào thành phố. Chính họ là những đàn bò chạy vào thành phố. Thưa quý khán giả, chúng ta phải cảm ơn. Đây là danh sách của các em. Các bạn nhớ rằng chúng ta có 3 người. Nếu mà viết theo tiếng Mỹ đấy, thì là đều là Bùi Tiến Dũng,